thế thôi chị. Vâng, tôi đọc lại cho thầy. Xin mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cao rồi cho đám hồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba, toại nghe lời con thiết tha, tình thương mến. Nghi thức tôn vinh Thánh Martin. Khởi kiệu. Tiến lên luôn.
Mừng kính Thánh Martin, thành tâm dâng hương. Thánh Martin, gương sáng soi của lòng nhân ái, cả cuộc đời lắng nghe và loan báo tin mừng, tầm sư học đạo nơi Đức Chúa, lòng thương xót mỗi lúc ôi thẳm sâu, yêu thương tất cả, bác ái chẳng ngơi, hiếu trung trọn vẹn, sáng ngời đức mến. Tôn kính thánh nhân, chúng con dõi bước hương trầm hôm nay, thay lời đoan hứa tín thác nơi Cha, vui sống tin mừng lạy Thánh Martin, xin Ngài chuyển giúp. Hòa lễ chúc mừng. Hôm nay sum họp một nhà, cùng nhau chiêm ngắm thánh nhân diệu kỳ. Vì sao Ngài được thưởng công, được nên cao trọng, muốn người ngợi khen? Chỉ bằng đức ái thẳm sâu, yêu Chúa cả đời, thương người chẳng quản. Nhớ ngày Hồng Phúc, mùng 6 tháng 5, năm 1962, Giáo hội tuyên phong Martin Hiển Thánh. Đến nay thấm thoát 60 năm tròn, tòa cao tôn kính, chúng con đây thỏa chí toại lòng, cùng dâng hoa hoan chúc Thánh Martin.
nhạc yêu thương. Xin mời cộng đoàn ngồi. Lạy Thánh Mác Tino sống khiêm nhường, hiền hòa yêu thương kẻ khó nghèo, xoa dịu vết thương kẻ lầm than, nêu gương bác ái khắp nhân gian. Lạy Thánh Mác Tino sống thanh bần, vâng lời yêu thương đời khiết tịnh, tay rộng đỡ nâng kẻ khổ đau, giờ đây ngự trên trời hướng phúc vinh. Lạy Thánh Mác Tino đời sống thật khó nghèo, ngài nêu gương hy sinh bác ái và khiêm nhường. Lạy Thánh Mác Tino nguyện xin ngài giúp con hằng yêu Chúa Giêsu, yêu mẹ yêu tha nhân. Lạy Thánh Mác Tino sống quên mình, theo đòi gương xưa của Chúa mình, sẵn sàng chết đi cho trần gian, đêm gương bác ái khắp nhân gian. Lạy Thánh Mác Tino cúi xin cho con được vững lòng bước theo dấu chân xưa người đi, đời sau được nên trời hưởng phúc vinh. Xin ngài
Xin mời cộng đoàn đứng. Cảm tạ Thiên Chúa. Ngày ấy bất công đầy rẫy trên đời, tiếng chịu nhuốc nhơ Martin đứa con rơi, xã hội ngược đãi người thân ruồng bỏ, chỉ mình Thiên Chúa nhân lành thấu tỏ. Cảm nhận ân sâu Martin trỗi dậy, bước vào nhà cha sống đời dâng hiến. Chúa thương phận hèn dẫn dắt đường ngay, mong sao con Thảo vững dạ trung kiên. Cho nên thánh nhân cư xử chuẩn mực tin mừng, khiêm hạ vâng lời nhân đức tỏa lan. Sống theo lời Chúa, bác ái không ngừng, thế nhân biến đổi, phúc phận trời ban. Chẳng những thế, đời Ngài hát vang bài ca cảm tạ, ngày tháng tận tụy phục vụ yêu thương, thánh thần phổ độ trần thế hoan ca, hưởng kiến thiên nhan hạnh phúc miên trường. Ngũ bài. Tam bái thờ phượng. Chúc tụng Chúa, lạy ngôi cha uy linh cao cả. Vinh danh Ngài, thưa Giêsu, Thầy Chí Thánh xót thương. Cảm tạ Ngài, lạy Thánh Thần, nguồn chân lý sáng soi. Nhị bái tôn kính, lạy Đức Maria, mẹ của chúng con. Lạy Thánh Martino, luôn đồng hành với những ai nghèo khổ.
khấn nguyện chuyến cầu. Xin cộng đoàn cùng thưa cầu cho chúng con. Lạy Thánh Martino, lạy Thánh Martino, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Martino, nghi thức tôn vinh kết thúc. Xin mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ mừng kính Thánh Martin de Porres, cởi cầu nguyện cho giáo phận Xuân Lộc và quý khách hành hương. Sau đây là thứ tự đoàn trước. Thứ nhất, bình hương lửa. Thứ hai, thánh giá đèn hầu. Thứ ba, anh chị em huynh đoàn. Thứ tư, quý dì dòng mến thánh giá Xuân Lộc. Thứ năm, lễ sinh. Thứ sáu, quý cha đồng tế. Thứ bảy, đức cha chủ tế. Xin được nhắc lại. Thứ nhất, bình hương lửa. Thứ hai, thánh giá đèn hầu. Thứ ba, anh chị em huynh đoàn. Thứ bốn, quý dì dòng mến thánh giá Xuân Lộc. Thứ năm, lễ sinh. Thứ sáu, quý cha đồng tế. Và thứ bảy, đức cha chủ tế. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ lúc 10 giờ hôm nay do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, hiệp với toàn thể cộng đoàn phụng vụ hành hương để hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh tu sĩ Martin de Porres. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngài được tuyên phong hiển thánh 1962-2022, Thánh Martin được sinh vào thế kỷ thứ 16 tại thành phố Lima, Nam Mỹ. Người đã sống như một chứng nhân anh hùng để biểu dương lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người khốn cùng. Nhờ hồng ân đức tin và nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Thánh Martin luôn cảm nghiệm về tình thương quan phòng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Martin đã luôn sống lạc quan, tín thác tuyệt đối vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong mọi biến động nghiệt ngã của cuộc đời mình. Khi tận hiến cuộc đời trong ơn gọi của người anh em giảng thuyết, theo gương Chúa Giêsu, phục vụ và hiến dâng mạng sống cho tha nhân, Thánh Martin đã sống trọn cuộc đời để hy sinh phục vụ anh chị em nghèo khổ, những người bệnh tật về thể xác và tinh thần. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Martin ban nhiều ân sủng, bình an và sự an vui cho quý đức cha, quý tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Xuân Lộc, để đại gia đình giáo phận luôn sống hiệp hành, cùng thăng tiến trong đời sống đức mến, nhiệt tâm truyền giáo, cũng như luôn là ngôi nhà chung để truyền trao lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa cho muôn người.
Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cho tất cả quý khách hành hương luôn nhận được muôn ơn lành hồn xác, để luôn sống bình an trong đức tin và đức mến. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ sắp diễn ra, xin kính mời quý ông bà và anh chị em đang ở khắp các nơi quy tụ về lễ đài B để chúng ta chuẩn bị hiệp dâng thánh lễ. Xin kính mời cộng đoàn đứng hướng về đoàn rước đồng tế để khởi đầu thánh lễ tạ ơn. Xin kính mời quý khách hành hương từ khắp các nơi quy tụ về lễ đài B để chúng ta chuẩn bị bắt đầu thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Cùng với cha bề trên, quý cha, trong hội dòng Thánh Đa Minh, cùng với quý cha đồng tế và sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, tất cả anh chị em sum họp lúc này quanh bàn thờ Chúa, làm nên công đoàn phụng vụ, làm nên gia đình của Thiên Chúa, giáo hội của Chúa. Khi cử hành phụng vụ thánh thì diễn tả lòng tin của mình. Anh chị em tham dự thánh lễ này, anh chị em cũng đang diễn tả lòng tin của anh chị em. Trước hết, lòng tin ấy dâng về Chúa chúng ta, cội nguồn và cùng đích cuộc đời chúng ta, lẽ sống của cuộc đời chúng ta. Anh chị em tham dự thánh lễ này diễn tả lòng tin và lòng yêu mến của chúng ta nơi vị thánh chúng ta mến mộ, Thánh Martino Porres. Chúng ta xin Người bầu cử cho mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, mỗi người, mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, khi thuận buồm xuôi gió cũng như khi trái ngang. Chúng ta xin Người bầu cử chức nhan Chúa cho chúng ta thấy được con đường, thấy được cách sống, để làm sao phẩm hạnh của chúng ta là phẩm hạnh của con cái Thiên Chúa, phẩm hạnh của một tín hữu mà ngay từ đầu giáo hội đã gọi các tín hữu trong hội thánh là các thánh. Xin cho với thánh lễ này chúng ta được lớn lên trong lòng tin. Xin cho thánh lễ này khi trở về với lời bầu cử của Thánh Martino, chúng ta trở thành thánh, con cái của hội thánh và là con cái của Thiên Chúa Đấng Thánh mời gọi chúng ta nên thánh. Giờ đây chúng ta khiêm nhường trở về lòng mình, xin ơn Thánh tại tâm hồn để cử hành thánh lễ, để sống đức tin của chúng ta, để ca ngợi Thiên Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Con tôn vinh Chúa, chúng con đáng ca Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa Thánh Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Ngôn sứ Isaiah nhắc nhở chúng ta rằng điều Thiên Chúa ưa thích là con người biết thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em đồng loại. Khi đó, con người sẽ sống trong ánh sáng công chính, sẽ được Thiên Chúa phù trợ và hướng đến nguồn phúc lộc dồi dào. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây lời Chúa phán: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngủ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng, xương cốt ngươi người sẽ làm cho cứng cáp, ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Đó là lời Chúa. Bye.
trông lên Chúa thôi. Ngài chăm sóc nâng niu, dưỡng nuôi từng năm tháng. Vì Ngài là nguồn sống chứa tràn, ngày từng ngày Chúa mở tay ban, muôn loài thoát thuế vô Galat. Giáo huấn của Thánh Phaolô xác định qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên anh chị em với nhau trong Đức Giêsu Kitô, được lãnh nhận Thánh Thần để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa và thừa kế gia nghiệp nước trời. Xin kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Anh em thân mến, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình để đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Alleluia, 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 Alleluia.
xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn phục vụ rất thân mến, đã sau một thời gian tu viện Thánh Martino không tổ chức lễ mừng ngày kính của người được, đó là thời gian Covid. Trong cái nguy hiểm, những đe dọa về sức khỏe do cái virus Covid, anh chị em chúng ta lại có được một kinh nghiệm rất quý là chúng ta có phúc được sống trong một giáo xứ, được sống trong giáo hội. Chúng ta bao bọc, trợ giúp lẫn nhau lúc gặp khó khăn. Và cũng thời gian này, rất nhiều anh chị em không chung niềm tin với chúng ta sống trong địa bàn giáo xứ cũng trải nghiệm được cái phúc được sống giữa cộng đoàn các anh chị em
tín hữu Công giáo trong giáo xứ. Ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày thuận tiện để họp nhau đây trong ngày kính thánh chúng ta yêu mến Thánh Martino Porres. Anh chị em hãy xin ơn cho mình được mỗi lần anh chị em tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ một vị thánh chúng ta yêu mến, thì chúng ta được sống đức tin trưởng thành hơn, lớn lên trong đức tin hơn. Mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô nói: tiến tới tầm vóc đức tin trưởng thành. Khi giáo hội cầu nguyện, đặc biệt cử hành phục vụ thánh như lúc này, giáo hội diễn tả lòng tin của giáo hội. Và những ngày này chúng ta vừa trải qua lòng tin qua phục vụ thánh, nâng chúng ta hướng về các thánh nam nữ. Và hôm qua chúng ta đã hướng về ông bà cha mẹ sống chữ hiếu của chúng ta. Chúa và giáo hội giúp chúng ta trả nghĩa sống chữ hiếu, lòng thảo của con cái với ông bà cha mẹ bằng lễ dâng cứu độ của Chúa Kitô, lời cầu nguyện của chúng ta. Và chính chúng ta đang cầu nguyện bên các thánh, bên ông bà cha mẹ, các linh hồn, là chúng ta đang sống cái phúc của người tín hữu trong giáo hội của Chúa. Vì giáo hội đưa chúng ta vào trong một cộng đoàn, một gia đình. Chúng ta không lẻ loi một mình giữa cuộc đời. Chúng ta có một gia đình thánh, gia đình các linh hồn liên kết với ông bà cha mẹ mình, gia đình của các thánh khải hoàn trên trời. Vậy ngày hôm nay, hướng về Thánh Martino Porres chúng ta yêu mến, chúng ta lại được dịp để khám phá về cái phúc của người tín hữu của chúng ta. Vậy cùng với Thánh Martino, trước hết tôi mời anh chị em hướng lên cao hơn, hướng lên đấng là phần phúc của thánh nhân, và hãy cùng với Thánh Tông đồ Gioan mà thốt lên cái tâm tình này: Thiên Chúa quá yêu thế gian, Thiên Chúa quá yêu con, Thiên Chúa quá yêu thế gian, quá yêu con đến nỗi đã ban đấng là con một của Chúa, Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa. Đấng là con một Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa, đến trong trần gian làm người như chúng ta, để ai tin vào người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Từng lời trong tâm tình này của Thánh Tông đồ Gioan vô cùng ý nghĩa, làm nên cái nền tảng đời sống đức tin của chúng ta. Thiên Chúa quá yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, để ai tin vào người thì không phải hư đi, mà được sự sống đời đời. Chúng ta đã thấy ở đây, gốc cội của chúng ta là Chúa. Chúng ta đã thấy ở đây, lẽ sống cuộc đời chúng ta, và trong thân phận yếu hèn của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô bên cuộc đời, trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta đã thấy ở đây cái phúc, cái chữ đời đời để nói lên, chúng ta được thông dự vào, trở thành người được sống như cái sống của Thiên Chúa. Vì chỉ Thiên Chúa mới có cái đời đời mà thôi. Vậy từ đây chúng ta sẽ khám phá qua lời Chúa hôm nay, và qua những lời Chúa chúng ta nghe trong ba ngày đặc biệt này, đại lễ các thánh và các linh hồn, để thấy được ba cái đặc tính làm nên cái phúc của người tín hữu của chúng ta. Và chúng ta ghi nhớ lấy những điều này từ lời Chúa, ba đặc tính chúng ta đang mang trong cuộc đời, trong mình, để chúng ta sống trưởng thành hơn trong đức tin. Đặc tính thứ nhất, Thánh Tông đồ Phêrô xác định cho chúng ta, Ngài giữa cộng đoàn dân Chúa đã công bố rằng anh em là dòng dõi được tuyển chọn.
Thì lời ấy cũng nói với chúng ta hôm nay, anh em là dòng dõi được tuyển chọn. Thiên Chúa tuyển chọn một dòng dõi. Khởi đầu Thiên Chúa mở lời với một người, ông Abraham. Qua ông trở thành một gia đình, và qua gia đình này trở thành một dân. Thiên Chúa ngỏ lời với ông. Ông nghe tiếng Chúa, tin vào lời ấy, cất bước, bỏ quê cha đất tổ, nơi đã được sống ổn định, để theo một tiếng gọi. Chưa biết đấng ấy là thế nào, chỉ biết người quá siêu việt vượt sức ông. Chưa biết đi nơi nào, ông vẫn cứ đi. Chưa biết sẽ làm gì, ông vẫn cứ thực hiện một cuộc lên đường. Và trải qua năm tháng, trải qua lịch sử dài lâu, đấng đã nói với Abraham từ ban đầu vẫn trung thành với con cái của ông. Và nhiều lần cái công thức Chúa đến với dân người nói rằng: ta là Chúa, Đức Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, của tổ phụ các ngươi. Ta đến với các ngươi. Và lời này đặc biệt đến khi Môsê trước bụi gai bốc cháy. Đức Chúa, Chúa Abraham, Isaac, Jacob, đấng không thể định nghĩa được, ngỏ lời với Môsê. Chúa thương dân của Chúa, Chúa nghe tiếng kêu than dân của Chúa, và Chúa sai Môsê đi gặp Pharaoh quyền uy để giải thoát dân của Chúa. Môsê và Aaron trong tay không có gì, chỉ có lời Đức Chúa phán: ta ở với ngươi, mà đến với Pharaoh quyền thế, để Đức Chúa quyền năng với cánh tay hùng mạnh đã khuất phục Pharaoh, đưa dân ra khỏi Ai Cập, đến núi Chúa hẹn trước, núi của Chúa, núi Sinai, núi Horeb, để ở đây Chúa ban lề luật thánh, Chúa ban 10 điều răn, Chúa ban giao ước lập quốc, trở thành một dân được tuyển chọn. Và qua dân này, Chúa chuẩn bị để sẽ có một đấng đến. Thiên Chúa quá yêu thương nhân loại, quá yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban đấng là con, người làm người ở cùng chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Và người đã thực hiện sứ mạng thánh ý của cha bằng chính cuộc đời của người. Người diễn tả tình yêu của cha bằng chính cuộc đời của người, như người nói với Philippe trong bữa tiệc thánh: dẫu đã ở với các ông thời gian dài, các ông không hiểu mà thưa rằng: thưa thầy, xin tỏ cho chúng con biết cha là chúng con mãn nguyện. Chúa mới nói với Philippe rằng: sao thầy ở với con bấy lâu mà con không hiểu? Ai thấy thầy là thấy cha, và cha được thấy nơi con là đấng chịu treo trên thập giá. Đấng dù đã chết vẫn quan phòng mở trái tim, nước và máu trào ra, mà hội thánh, các thánh giáo phụ nhận biết được ý nghĩa đó là nguồn của sức sống ân sủng của các bí tích thông ban thánh hóa chúng ta. Đấng đã chết, chịu đống đinh chết, chịu lưỡi đầu đâm thâu, gục đầu trước khi, sau khi đã nói đã hoàn tất và trút thần khí. Thánh Gioan dùng chữ này để có ý nói: con Thiên Chúa trút hơi thở, nghĩa là hơi thở thánh thần, hướng về sự sống mới trong thánh thần, hướng về thời cánh chung là thời chúng ta đây. Thánh thần sẽ được chính Chúa Kitô phục sinh, thổi trên các tông đồ truyền, các con hãy nhận lấy thánh thần. Hơi thở Ngài đã trút trên thập giá, Ngài tiếp tục ban cho các tông đồ vào ngày thứ nhất trong tuần Chúa phục sinh, để làm nên một dân. Tất cả những ai đón nhận lời rao giảng của các thánh tông đồ, họ đã được qua cửa đức tin mà vào trở thành dân thánh của Thiên Chúa. Thánh tông đồ Phao-lô sau khi hoàn tất hành trình truyền giáo đầu tiên năm 48 trở về công đoàn tín hữu Antiochia đã reo lên rằng: Thiên Chúa đã mở cửa đức tin để muôn dân bước vào. Và như vậy chúng ta đây là những người qua cửa đức tin mà bước vào trở thành dân được tuyển chọn. Đặc tính thứ hai, sau khi ta xác tín chúng ta là dân, thuộc về dân được tuyển chọn, mà dân được tuyển chọn này là
đặc biệt nhờ Đấng là Con mở cửa đức tin qua các thánh tông đồ giáo hội cho chúng ta. Thì đặc tính thứ hai đó là thánh tông đồ Phao-lô nói: anh em là người nhà của Thiên Chúa. Dân được tuyển chọn không phải là dân sống bơ vơ, không phải là dân giữa trời không, mà là người được bước vào nhà của Thiên Chúa và trở thành người nhà của Thiên Chúa bằng như lời Thánh Phao-lô nói trong thư gửi tín hữu Galata ta vừa nghe: người nhà được xác nhận bằng bí tích thánh tẩy, quen gọi là phép rửa tội, để trở nên con của Thiên Chúa. Người nhà mà người nhà con. Người nhà không phải là người đầy tớ. Như Chúa Giêsu nói: Thầy không gọi các con là đầy tớ, Thầy gọi anh em là bạn hữu. Người nhà không phải là đầy tớ mà là con, vì người ấy đã được lãnh nhận dòng nước nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Người nhà là con, còn được cái phúc thứ ba bởi là con, mà đặc biệt sự hiện diện của bí tích thánh tẩy là thần khí từ thập giá Chúa trút cho, là thần khí từ Chúa phục sinh thổi hơi cho. Người ấy được nhận cái sự sống mới biến đổi, và sự sống biến đổi mới này đưa người ấy về hưởng cái phúc mà như Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc thánh. Chúa nói với các thánh tông đồ và một trận Chúa cầu nguyện với Chúa Cha: Thầy về cùng Cha, Cha của Thầy cũng là Cha của các con. Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi dọn chỗ cho các con. Thầy đi rồi Thầy trở lại, Thầy trở lại rồi mang các con đi, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Tâm sự với môn đệ như thế: Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha, lạy Cha, con mong ước rằng con ở đâu chúng cũng ở đó với con. Và như vậy có nghĩa là như lời Thánh Tông đồ Phao-lô vừa xác nhận, điều mà bình thường chúng ta làm sao mà dám nghĩ tới, đó là bởi làm con mà được thừa kế, mà lại được thừa kế gia tài. Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy, mà Thánh Phao-lô nói là được đồng thừa kế với Chúa Kitô. Đấng là Con là Thiên Chúa, thừa kế gia tài của Cha là Thiên Chúa ngàn trùng siêu việt đã đầy. Điều đó đúng lắm. Còn chúng ta là phàm nhân, làm sao dám đặt mình đứng chung với Đấng là Con là Thiên Chúa. Vậy mà Chúa muốn như vậy: xin cho con ở đâu chúng cũng ở đó với Thầy. Thầy đi dọn chỗ, Thầy đi rồi Thầy trở lại, Thầy trở lại để mang các con đi, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Chúng ta được cái phúc, phúc thật các thánh tông đồ đã rao giảng dựa trên lời thật của Chúa Giêsu, là chúng ta được ở cùng nơi Chúa Giêsu ở trong cái phúc đời đời của Chúa Cha. Và các thánh đã được hưởng như vậy. Để từ đây chúng ta luận ra điều chính Thánh Phao-lô nói tiếp trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô rằng: anh em là người nhà của Thiên Chúa. Anh em không còn phải là người khách trọ hay là người xa lạ. Anh em là người đồng hương với các thánh. Đồng hương với các thánh. Các thánh đã được đồng thừa kế với Chúa Kitô, được phúc thông dự vào ơn phục sinh, được sống đời đời. Chúng ta đồng hương với các thánh thì được như các thánh, được ở cùng với các thánh bên Chúa Kitô, được phúc sống đời đời trong Chúa Kitô. Anh em là dòng dõi được tuyển chọn. Anh em là người nhà, là con Thiên Chúa. Anh em là người đồng hương với các thánh. Vậy khi chúng ta chiêm ngưỡng Thánh Martino chúng ta yêu mến, chúng ta thấy ngay Ngài đã được như vậy. Thánh nhân đã là người được Thiên Chúa tuyển chọn, trong dân được tuyển chọn. Thánh nhân đã là người nhà, là con của Thiên Chúa. Và Thánh nhân đã là người đồng hương với các thánh, là thánh. Từ đây thưa anh chị em,
cái phúc ấy nằm trong chúng ta rồi. Với bí tích thánh tẩy, Chúa Kitô đã ban cho chúng ta rồi. Chúa lấy chính mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa là bí tích thánh tẩy cho chúng ta. Vì bí tích thánh tẩy chính là cử hành lễ Chúa Kitô chết và sống lại để cho chúng ta chết đối với tội lỗi mà sống lại với Chúa Kitô phục sinh. Nên chúng ta thật sự đã là dân được tuyển chọn, là người nhà, là con của Thiên Chúa, là người đồng hương với các thánh rồi. Từ đây anh chị em sẽ luận ra điều này. Bao giờ đến đây anh em, chị em chúng ta cũng mang các ước nguyện cầu xin của mình. Điều đó đúng lắm. Chúng ta vì là con người giới hạn, cần một cái sức bên trên, cần xin. Chúng ta là những con người yếu hèn, chúng ta cầu xin đúng lắm, bởi vì thấy mình không đủ cho mình, còn phải ơn Chúa và lời bầu cử của các thánh. Nhưng mà anh chị em cẩn thận điều này, đừng cứ phải xin điều gì cũng là phải được như điều mình muốn mới là thật sự tôn thờ Chúa đâu. Vì xin nhớ cho điều này, Chúa nói, giả dụ điều mình xin mà xin cho mình vượt biên thành công, giả như điều mình xin mà xin cho mình được trở thành làm ăn, trở thành người giàu có, nứt khố đổ vách, đại gia, mà quên đi lời Chúa Giêsu nói, được cả thế gian này mà mất Chúa thì nào ích gì. Vậy nếu chúng ta có xin điều gì, chúng ta có mong mỏi điều gì mà có khi điều ý đối với chúng ta là rất hợp lý, chẳng hạn khi chúng ta đau yếu, khi chúng ta có lâm nạn, chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta thấy ngay điều này cần lắm, Chúa ơi, qua các thánh bầu cử ban cho con. Nhưng làm sao luôn luôn đặt ở trên cái điều được cả thế gian này mà mất Chúa thì nào ích gì. Có nghĩa là đã xin cái gì là phải trên nền tảng để con được Chúa. Bởi sao? Thưa anh chị em, có nhiều điều đối với người đời là thất thế, thì đối với Thiên Chúa là lợi thế. Anh chị em nhớ Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 9, đối diện với người bị mù từ lúc mới sinh, khuyết tật như vậy thì đau buồn, và nhờ Chúa mà anh mù đã được sáng. Khi được sáng thì anh ấy không biết là ai chữa mình. Anh được sáng rồi, các thượng tế biệt phái ngay dư luận đến hỏi anh, ai đã chữa anh? Anh nói tôi không biết, trước tôi mù đúng, mà bây giờ tôi được sáng, sự kiện là như vậy. Họ đến hỏi cha mẹ anh, làm sao tên này mù mà được sáng. Cha mẹ sợ bị trừng phạt, nói một cách khéo léo rằng nó lớn rồi hỏi nó. Sau này anh đã gặp lại Chúa Giêsu và gặp lại cha mẹ, Chúa khuyến khích anh để sống tốt hơn. Và với các tông đồ, Chúa Giêsu nói với các tông đồ, khi các ông cũng thắc mắc rằng bởi tội của anh ấy hay bởi tội của bố mẹ anh ấy mà anh ấy bị mù từ lúc mới sinh, thì Chúa Giêsu nói chẳng phải tội của anh ấy, chẳng phải tội của bố mẹ của anh ấy, mà để Thiên Chúa được tôn vinh. Cái mù lại là dịp để Thiên Chúa được tôn vinh. Cho nên nhiều khi cái thất thế, bệnh tật của chúng ta, thưa anh chị em, cứ xin đẹp lòng Chúa trên nền tảng là con được Chúa, Chúa ban con tạ ơn. Nhưng không thể bao giờ rời xa để con được Chúa, vì những cái thất thế của chúng ta, những cái tật nguyền của chúng ta lại là để Thiên Chúa được tôn vinh. Vì thưa anh chị em, có xin mấy các ơn ở đời này được như ý mình, sẽ tới cái mà không thể, bác sĩ cũng chẳng thể làm, người giàu cũng khóc là sẽ phải có lúc nhắm mắt xuôi tay. Ở đây sẽ thấy Chúa mới là tất cả, nghĩa là Chúa Kitô phục sinh là tất cả cái ước mơ của chúng ta. Do đó thưa anh chị em, đức tin trưởng thành là bám lấy Chúa Kitô đã chết và sống lại, và tôi gắn bó cuộc đời tôi, có chịu đau khổ như Chúa Kitô cũng là cái phúc. Và Chúa Kitô đã chết và sống lại để cái chết của tôi trở thành cái sống. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chúa phục sinh là gia nghiệp của chúng ta. Các thánh đã sống
và chúng ta trở về cố gắng sống, có thể được định hướng bằng các mối phúc thật chúng ta mới nghe những ngày vừa qua trong lễ các thầy. Và chúng ta cũng vừa nghe lời Chúa nói về những định hướng của phúc thật. Cái 8 mối phúc thật bài giảng đầu tiên trên núi của Chúa, số 8 là con số biểu tượng. Bởi vì thực ra trong phúc âm còn nhiều cái phúc Chúa nói đến, như khi Chúa nói phúc cho ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, đồng thời cũng để tôn vinh Đức Mẹ. Chúa Giêsu cũng nói với Tô-ma, con bởi thấy Thầy nên con đã tin, phúc cho ai không thấy mà tin. Cái phúc ấy dành cho Tô-ma cũng là dành cho chúng ta không thấy vẫn tin, tin qua hội thánh của Chúa. Vậy cái số 8 ấy chỉ là cái cách diễn tả biểu tượng, còn cái chính là cái phúc mà là phúc thật, có thể quy vào 3 cái mối này quan trọng. Đã muốn trở thành người dân tuyển chọn, trở thành người nhà con Thiên Chúa, trở thành người đồng hương với các thánh, thì chúng ta mở cái bài giảng đầu tiên này, giữ lấy 3 cái mối này, quy về 3 cái mối này. Một là chúng ta hãy nhớ cái mối thứ 6, Chúa nói phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được thấy Chúa. Phúc ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được thấy Chúa. Thưa anh chị em, kinh nghiệm trong cuộc đời, mấy ai mà được trong sạch? Có tự hào mình trong sạch thì có khi cũng hơi quá. Thực sự ra chúng ta trong cuộc đời vẫn nói là phong trần, tức là gió bụi. Phong trần, gió bụi. Cuộc đời gió bụi này mấy ai mà được trong sạch. Nhưng dẫu thân phận phong trần, chúng ta vẫn xin và muốn sống cho con được lòng trong sạch, vì Chúa nói phúc ai có tâm hồn trong sạch vì được thấy Chúa. Và anh chị em cũng kinh nghiệm trong những lúc mình yếu đuối sống xa Chúa, lòng không trong sạch, chúng ta thấy cái gì đó thuộc trần gian nó xa với Chúa phục sinh. Nhưng mà khi chúng ta nhờ bí tích giải tội, nhờ bí tích thánh thể chúng ta tham dự mỗi ngày, chúng ta được ơn Chúa nâng đỡ để thấy Chúa. Vì phúc ai có tâm hồn trong sạch, họ thấy Chúa. Mà khi đã thấy Chúa rồi thì anh em sẽ thấy, thấy Chúa chết và sống lại, thấy ý nghĩa của cái đau khổ, và thấy được qua cuộc đời này Chúa Kitô phục sinh. Cái mối phúc thứ hai chúng ta quy vào đó là phúc ai có lòng thương người thì sẽ được Chúa thương. Những điều này chúng ta được giáo hội trong khoảng 10 năm vừa qua nói với chúng ta nhiều lắm, qua giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, qua giáo huấn của Đức Cha Cố Giuse giáo phận, cho các lời rao dặn của giáo phận chúng ta sống Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đó cũng là lời từ thơ gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn thứ 2 nói lên điều đó. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và còn được nhắc tới rất nhiều. Và như hôm nay lời Chúa nói với chúng ta qua người Samaritano nhân hậu, giàu lòng thương xót, thể hiện lòng thương xót đây thế nào, chúng ta sẽ lắng nghe tiếng Chúa, Chúa dạy cho chúng ta. Ít nhất là bắt đầu từ người nhà của mình, hãy tha thứ cho nhau nhiều hơn, vì biết rằng người nhà cũng như tôi đều là những người giới hạn, khuyết điểm. Lấy lòng thương, tha thứ nhân hậu xử, cư xử với nhau hay hơn, vì đó là phúc thật. Để khi tôi đã có lòng thương xót thì Chúa xót thương tôi. Và anh chị em thấy lòng thương xót cũng thể hiện qua tình bác ái chúng ta thể hiện. Vì chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong ngày trung thẩm, Chúa nói với những người ở bên phải, những con chiên của thuộc về Chúa rằng, con hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa của con. Vì khi xưa ta đói cho ăn, khát cho uống, mình trần cho mặc, ta tù đầy thăm viếng, ta bệnh tật thì chăm nom. Những người ấy chân thành mà thưa rằng, có bao giờ con thấy Chúa đói, Chúa khát, Chúa tù đầy mà con cho Chúa ăn, Chúa uống, Chúa thăm đâu? Nhưng Chúa nói, khi anh em làm phúc cho những người nhỏ bé nhất của anh em, và nơi khác Chúa còn nhấn mạnh, dù một bát nước lã là làm cho chính Chúa. Vì vậy lòng thương xót, tha thứ, lòng thương xót chia sẻ, đó là phúc thật.
Và nhiều khi anh chị em cũng thấy ăn ngon thì lại chóng chết, mà ăn thanh đạm thì lại sống lâu. Vì vậy cho nên lòng thương xót chia sẻ, đó là cái phúc thật. Và tập trung vào cái môi phúc thứ ba là phúc thứ tám. Phúc ai có lòng khao khát công chính, có nghĩa là khao khát Chúa. Phúc ai khao khát Chúa từng ngày trong cuộc đời của mình. Mở mắt thức dậy con khao khát Chúa, làm công việc gì trong ngày con làm trong Chúa, và đêm về con được ở trong Chúa. Tâm hồn khao khát Chúa cứ thế thánh hóa, và nó sẽ cho chúng ta sức mạnh từ Chúa, từ đấng hằng sống, cho chúng ta sức mạnh và lẽ sống trong cuộc đời của chúng ta. Thưa anh chị em, nghe thì dễ, nói thì dễ. Người rao giảng như tôi đang thưa với anh chị em ấy, những lời ấy là dễ, nhưng sống thì là khó. Nhưng chúng ta khiêm nhường xin Chúa giúp con. Đấy là con đường Chúa đã đi, thánh giá gắn liền với phục sinh, để con sống mỗi phút này có hy sinh, nhưng mà được Chúa phục sinh. Con cảm tạ Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Martino, con được thuộc về dân Chúa cho. Con được là người nhà, là con cái của Chúa. Con được là người đồng hương với các thánh. Xin cho con sống mỗi phúc thật Chúa đã dạy con. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đã ban cho nhân loại thánh tu sĩ Martino Porres là gương sáng về đời sống bác ái và khiêm nhường phục vụ. Hiệp với tâm tình yêu mến dâng lên thánh nhân, với gia đình giáo phận Xuân Lộc và quý khách hành hương, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tha thiết nguyện xin. Thánh Martin luôn hết lòng yêu mến và góp phần xây dựng giáo hội qua đời sống hy sinh và phục vụ của một tu sĩ trong dòng Đa Minh. Xin cho các vị mục tử trong giáo hội luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan và thánh thiện của Chúa Thánh Thần, với lòng tin cậy mến vững vàng, để Chúa toàn chất vụ chăm sóc và thánh hóa các tín hữu, hướng dẫn sự hiệp hành của gia đình giáo hội trong mọi khó khăn thử thách của thế giới hôm nay. Xin Chúa nhận lời. Tâm hồn Thánh Martin luôn cháy bừng lửa kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Xin cho mọi tín hữu trong gia đình giáo phận luôn sống hiệp nhất và yêu thương, kiên trì cầu nguyện, sống chứng tá tin mừng với nhiều sáng kiến trong các hoạt động mục vụ bác ái và giáo dục, để gia đình giáo phận luôn là nơi chiêu tỏa, nơi truyền trao lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa cho muôn người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Martin đã hoàn toàn đặt hy vọng vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực tín trung. Xin cho các gia đình Kitô hữu luôn kiên trì sống đứng ai tin mừng, để vun đắp hạnh phúc và an vui. Và xin cho những gia đình đang gặp thử thách ngặt nghèo biết tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh chữa lành của Chúa, để tìm lại bình an trong ân nghĩa với Thiên Chúa
và với tha nhân. Thánh Martin đã ân cần chăm sóc các bệnh nhân và tiếp tục bầu cử cho những ai đang gặp khó khăn, thử thách, tìm đến khấn cầu người. Xin cho những bệnh nhân và người nghèo khổ, đặc biệt những anh chị em đang gánh chịu thiệt hại do chiến tranh và bất công xã hội, sẽ nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các vị hữu tranh và những người đồng hành, để họ mau vượt qua những hoàn cảnh ngặt nghèo và sống an vui nhờ vào sức mạnh tình thương của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dùng đời sống bác ái của Thánh Martino để tiếp tục ân cần chăm sóc đoàn con trong nhiều hoàn cảnh vui buồn nơi cuộc sống trần gian. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại, hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương phục vụ tha nhân theo ơn gọi và sứ vụ của mỗi thành viên trong giáo phận, để có thể truyền trao ân sủng và lòng thương xót vô biên của Chúa cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Một con bay vút về nơi cát chúa.
hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha để ta đồng tôn vinh danh Chúa và nâng lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa tiến dâng này, chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con cùng biết noi gương Thánh Martino để lại. Nhờ đó, tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thâm thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa ở chúng ta. Ơn là chính ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Ôi ngợi ngợi Chúa là Thiên Chúa tạc nào. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy
khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục John, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến quý cha trong hội dòng Thánh Đa Minh, nhớ đến tất cả các linh hồn tiên nhân, những người thân yêu của công đoàn đang tham dự thánh lễ này. Xin nhớ đến các vị ân nhân của tu viện, của mỗi gia đình chúng con. Chúa đã gọi các ngài ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho các ngài đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin chết thầy đọc và hưởng ánh sáng tu nhân Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa của mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng: cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen.
an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chàng đang Chúa ngự vào nhà con, đừng xin Chúa khấn một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giờ đây là nghi thức hiệp lễ của các tín hữu Công giáo. Xin quý ông bà và anh chị em ngoài Công giáo không tham dự nghi thức này. Tại mỗi điểm rước lễ, xin quý ông bà và anh chị em tiến lên theo hai hàng dọc, theo sự hướng dẫn của ban trật tự. Cùng trời hạnh phúc vắng Chúa đã
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ nhân, Chúa đã dùng bi tích cứu độ cho chúng con được thoa chi toại lòng. Xin dạy chúng con noi gương Thánh Martino mà thực thi bác ai, để mai kia được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời Đức Cha Chủ Tế, quý Cha Đồng Tế cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây, Cha Bề trên tu viện Thánh Martin sẽ thay lời cho cộng đoàn tu viện và quý khách hành hương, bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận, Chủ Tế Thánh lễ hôm nay. Xin kính mời Cha. Trọng kính Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em và quý khách hành hương. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính Thánh Martin cũng là bổn mạng của tu viện Đền Thánh chúng con. Chúng con mừng vị Thánh, một vị Thánh da đen nhưng lại có tấm lòng vàng. Tấm lòng vàng Ngài dành cho Thiên Chúa, tấm lòng vàng Ngài dành cho tha nhân. Và khi tại thế, Thánh Martin đã luôn luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ những người nghèo, những người bệnh. Thì nay trên thiên quốc, chúng con vẫn tin tưởng rằng Ngài vẫn yêu thương, vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc và đồng cảm, hiệp hành với anh chị em, đặc biệt là anh chị em nghèo khổ. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, con xin thay lời cho tu viện, đền thánh, cũng như là quý khách hành hương tham dự thánh lễ này để chân thành cảm ơn Đức Cha, vì Đức Cha đã yêu thương, quan tâm tới chúng con. Đức Cha đã nhận lời chủ tế thánh lễ và giảng lễ cho chúng con. Và chắc chắn trong bài giảng của Đức Cha, anh chị em tham dự thánh lễ này đón nhận những ý nghĩa rất là sâu sắc mà Đức Cha chia sẻ, đặc biệt là Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn chúng con là người nhà của Thiên Chúa. Mà đã là người nhà của Thiên Chúa thì chúng con đều là anh chị em với nhau. Chúng con có trách nhiệm yêu thương, quan tâm, chia sẻ với nhau. Không chỉ quan tâm chia sẻ những người cùng điểm tin với chúng con, mà chúng con được mời gọi hãy chia sẻ, hãy quan tâm, hãy yêu mến những người khác nữa, và đặc biệt là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế trong tâm tình của ngày hôm nay, con xin thay lời cho cộng đoàn hành hương xin được cảm ơn Đức Cha và nguyện xin Chúa có lời chuyển cầu của Thánh Martin ban muôn hồng ân cho Đức Cha, để Đức Cha có sức khỏe thể chất và tinh thần, để Đức Cha có thể chu toàn những nhiệm vụ cao cả mà Thiên Chúa đã trao phó cho Cha trong vai trò của Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, một giáo phận rất là đông đoàn chiên, và hơn thế nữa Đức Cha còn lãnh trách nhiệm chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, một trọng trách rất là lớn. Vì thế mà cộng đoàn hành hương hôm nay, chúng con luôn cầu nguyện cho Đức Cha để Đức Cha có sức khỏe và được nhiều hồng ân của Chúa. Và chúng con cũng xin được cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương đã đến tham dự thánh lễ hôm nay. Năm ngoái vì dịch Covid, chúng con không thể tổ chức thánh lễ được và cộng đoàn cũng không thể đến đây tham dự thánh lễ. Năm nay, Chúa ban cho được mọi sự tốt đẹp và quý khách hành hương không chỉ ở trong giáo phận Xuân Lộc mà ở những giáo phận khác nữa cũng đã đến đây để tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Martin. Xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em, các riêng cảm ơn quý sơ mến đánh giá Xuân Lộc đã trao mừng Thánh Chúa cho cộng đoàn, cảm ơn cao đoàn và những người cách này cách khác đã cộng tác để giúp đỡ cho việc tổ chức thánh lễ hôm nay mọi sự thành công tốt đẹp. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Martino ban muôn hồng ân cho Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương, và xin tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay đón nhận được ân sủng của Chúa, đón nhận được ơn bình an của Chúa. Và nhất là chúng ta tin tưởng những lời cầu xin của chúng ta sẽ được
Thánh Martin chuyển cầu, và chúng ta chắc chắn sẽ được Ngài ban những cái ơn lành mà chúng ta mong ước. Và giờ đây, để bày tỏ lòng biết ơn của cộng đoàn, chúng con xin dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm. Xin Đức Cha vui nhận. Và xin cộng đoàn cho chàng pháo tay. Vâng, giờ đây chúng con xin Đức Cha ban cho chúng con đôi lời huấn từ. Và sau lời huấn từ của Đức Cha, cộng đoàn chúng ta sẽ đọc kinh khấn Thánh Martin, và sau đó sẽ lãnh nhận phép lành cuối lễ. Giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời đầu tiên xin được cùng với cộng đoàn hiện diện ở đây và trong bổn phận của giáo phận, cảm ơn cha bề trên của tu viện Martino, quý cha hiện diện trong tu viện này, và xin cha vui lòng chuyển lời để cảm ơn đến cha giám tịch cùng với quý cha trong hội dòng Đa Minh đã dành nhiều tu sĩ hoạt động mục vụ giúp đỡ cho anh chị em tín hữu trong giáo phận ở nhiều điểm khác nhau được sự chăm sóc phần thiêng liêng cần thiết. Cho nên dịp này cùng với anh chị em tôi xin được cảm ơn cha bề trên và xin chuyển lời cảm ơn đến cha giám tỉnh và tất cả hội dòng. Cùng với anh chị em tham dự thánh lễ này, tôi thấy anh chị em sum họp đông đảo với lòng thành, và có các vị cao tuổi chẳng kể nắng nôi, có các em bé nhỏ, đặc biệt có các ông các bà yếu đau ngồi xe lăn cũng hiện diện trong thánh lễ này, khẩn cầu ơn Chúa thương. Và tất cả chúng ta một cách tương đối còn đi đứng được, chúng ta đến đây cũng có phần hy sinh và vẫn với lòng thành để chúng ta khẩn cầu cầu nguyện trong ngày hôm nay. Vậy có thể nói trong giáo hội đã là tín hữu của Chúa thì có lời cầu nguyện, và chúng ta tin vào lời cầu nguyện. Đôi khi chúng ta nghe từ Đức Thánh Cha trong các dịp đến trong nhà thờ, khi gặp nhau chúng ta vẫn xin cầu nguyện cho nhau. Anh chị em có khi nghe nó quen là chúng ta không để ý, nhưng thật ra lời cầu nguyện là đặc trưng của người tín hữu chúng ta, và có Chúa hiện diện cùng với chúng ta, và thân phận chúng ta rất cần lời cầu nguyện. Xin anh chị em cầu nguyện cho nhau, anh chị em cầu nguyện cho tôi với trong bổn phận của mình trong giáo phận, anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của Chúa, cho các tu sĩ, cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Và trong ý tưởng của lời Chúa hôm nay, chúng ta giữ được cái phúc và lớn lên trong cái phúc của mình tới mức trưởng thành, vì chúng ta là dân được tuyển chọn, người nhà là con của Thiên Chúa và là người đồng hương với các thánh. Cầu nguyện cho nhau để làm sao trở thành đồng hương với các thánh về quê thật của chúng ta, nơi Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Vậy xin được cầu chúc cho anh chị em quý trọng lời cầu nguyện, và hôm nay đến đây dâng thánh lễ cầu nguyện với Thánh Martino thì anh chị em đừng dừng lại nơi Thánh Martino mà cùng với Ngài hướng về Chúa là cội rễ và là mục đích của tất cả đời sống chúng ta. Và Thánh Martino cũng hướng về Chúa như vậy. Rồi sau khi gặp Chúa với sự bầu cử của thánh nhân thì chúng ta cũng, Chúa muốn đừng dừng lại ở đó mà cùng với Chúa chúng ta trở về công việc của mình, bổn phận của mình, nhà mình, với những người thân yêu của mình, kể cả với những người mà mình không ưa, không mến, thì chúng ta trở về để sống chung với tinh thần mới đã nhận lãnh từ Chúa. Vậy xin cầu chúc cho anh chị em sau giờ này trở về nhà chan hòa ơn của Chúa, có niềm vui mới, được sức mạnh của Thánh Thể Chúa và lời Chúa. Chúng ta được lớn lên trong Chúa rồi, chúng ta về chia sẻ lại với người nhà bằng đời sống mới của chúng ta. Và xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho tôi với, cầu nguyện cho các linh mục của Chúa, cầu nguyện cho các tu sĩ, tất cả làm sao phải sống thánh thiện thì mới thật sự thực hiện được sứ vụ Chúa trao.
chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta hướng về Thánh Martin, dâng lên Ngài những tâm tình yêu mến và những ước nguyện, để xin Thánh Nhân chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội, và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Martin rất khiêm nhường, thiếu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tung nghèo, mà lai ca những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của đức bác ái. Kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm, và thanh ra theo chân Chúa cứu thế và mê sầu bi. Sau hết được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Giờ đây, xin mời cộng đoàn lãnh phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ ta cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, an bài chuỗi ngày đời anh chị em trong bình an của Người, và ban cho anh chị em ơn phúc lành của Người. Amen. Xin Thiên Chúa luôn giải thoát anh chị em khỏi mọi biến loạn, và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Người. Amen. Ước gì nhờ được sung man các ơn tin cậy mến, anh chị em trải qua cuộc đời này với nhiều thành quả trong công việc, và đời sau đạt được hạnh phúc. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em, và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn giáo phận Xuân Lộc và quý khách hành hương đã kết thúc. Cộng đoàn tu viện Thánh Martin kính chúc quý ông bà và anh chị em đón nhận được nhiều ơn lành nhờ sự chuyển cầu của Thánh Martin, đồng thời biết noi gương phục vụ trong yêu thương của thánh nhân để mỗi người trở nên chứng nhân đích thực của lòng Chúa thương xót, giúp cho mọi người nhận biết và tìm đến với tình thương cứu độ của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sau đây